Thái Xin chào quý khán giả của người Việt TV, thưa quý vị, thời gian thấm thoát thôi đưa Chớp mắt một cái, hôm nay là, là ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2016 Hơn Sau đây là một điểm tin vào sáng thứ tư Liên Hợp Quốc vừa mới lên tiếng cảnh báo cho biết là có khoảng 20.000 trẻ em Iraq đang kẹt giữa hai làn đạn khi một quân đội chính phủ Iraq đang tung ra những cuộc tấn công dữ dội nhằm mục đích tái chiếm lại thành phố Fallujah mà đã lọt vào uh, tay của nhà nước khủng bố hồi giáo ISIS từ năm 2014 cho đến nay uh, cuộc uh, tấn công tái chiếm thành phố này bắt đầu từ thứ hai tuần trước với một lực lượng quân sự hùng hậu của quân đội Iraq uh, phối hợp với cảnh sát và được yểm trợ của các máy bay không quân Hoa Kỳ và Liên minh uh, trong uh, cuộc chiến chống lại ISIS tại Iraq. Liên Hợp Quốc cho biết là 20.000 trẻ em kẹt tại đây và riêng trong thời gian vừa qua có một tuần lễ thôi thì chỉ có 625 gia đình thoát khỏi cái khu vực này. Và hiện nay thì quân ISIS đang dùng một cái chiến thuật rất là tàn nhẫn, tức là dùng trẻ em, phụ nữ và các gia đình làm khiên đỡ đạn khi quân đội chính phủ đang dồn ISIS vào một cái vị thế mà phải bỏ chạy khỏi thành phố này liên quan đến tình hình của Âu Châu và nước Nga thì nghị viện Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã kết thúc một phiên họp kéo dài 3 ngày vào ngày hôm qua và đã đưa ra một bản tuyên bố chung khẳng định rằng Nga đang là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của các nước phương Tây. Bản tuyên bố được toàn thể nghị viện của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thông qua, tố cáo rằng việc Nga sử dụng vũ lực chống lại các nước láng giềng và đe dọa dùng vũ lực chống lại các đồng minh của NATO là một điều nguy hiểm cho an ninh của khu vực. Phát biểu trước um, nghị viện chủ tịch của nghị viện là Michael Turner nhận định rằng đe dọa đến từ Nga thực sự và nghiêm trọng. Liên minh Bắc Đại Tây, Tây Dương NATO um, nghị viện của tổ chức này đề nghị rằng các quốc gia cần có biện pháp tương ứng và thích hợp bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia thành viên NATO đang gặp nguy hiểm thưa quý khán giả trên thực tế thì NATO đã bắt đầu gia tăng những lực lượng đáp ứng nhanh tại nhiều quốc gia nằm sát biên giới với nước Nga để đối phó với nguy cơ một cuộc khủng hoảng tương tự như đã từng xảy ra từ Ukraine khi Nga đưa quân xâm chiếm xứ này ngày hôm qua thì trong chuyến công du tại Warsaw tức là thủ đô của Ba Lan tổng thư ký NATO tuyên bố là nếu tấn công Ba Lan tức là Nga tấn công toàn khối NATO Hiện nay thì quan hệ với Nga là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được khai mạc tại thủ đô Warsaw của Ba Lan trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7 sắp tới đây. Đã đọc điểm báo tại nước Pháp trong số phát hành sáng ngày hôm nay thì tin của đài Pháp quốc RFI ban Việt ngữ cho biết là một trong những người nhận định chính trị nổi tiếng của nước Pháp làm cho tờ Le Figaro là nhà báo Rino Girard đã đưa ra một nhận định trong một cái bài um, viết tựa đề là khúc quanh châu Á của Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng mầm mống chiến tranh đã đến từ một vùng um, kinh tế trù phú đó là khu vực Á Châu và tác giả của tờ Le Figaro nói rằng lãnh đạo của Hoa Kỳ là Tổng thống Barack Obama hiểu rất rõ nguy cơ này và đã đi công du Việt Nam uh, loan báo là hủy bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Và đồng thời theo một kết quả thăm dò ý kiến của tờ Le Figaro thì có tới 78% người Mỹ rất yêu chuộng nước Mỹ. Xin lỗi quý vị, 78% người Việt khi trả lời cuộc phỏng vấn đều nói rằng họ mến mộ nước Mỹ. Chỉ vì lý do là chính sách bá quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc làm dân Việt Nam rất là lo. Nhất là trong bối cảnh kinh tế của Trung Quốc đang giảm tốc độ phát triển khiến cho lãnh đạo Trung Quốc là tập cận bình muốn củng cố quyền lực trong nội bộ, cho nên sẽ sử dụng cái chiến thuật đánh lạc hướng dư luận ở trong nước bằng những hành động hung hăng ở bên ngoài, trong đó có khu vực biển đông. Trong một cái tình thế căng thẳng như vậy, thì nhà báo Reno Jira nhận định rằng Hoa Kỳ được Việt Nam xem là một đồng minh đáng quý bởi vì Hoa Kỳ biết, bởi vì Hà Nội biết rằng Washington sẽ không tìm cơ hội để gây chiến với Việt Nam trong khi không có gì bảo đảm là cộng sản trung quốc sẽ không đánh việt nam một trận nữa như đã từng đánh việt nam năm 1979 và hành động thực tiễn nhất của tổng thống barack obama đã thành công khi đưa nước mỹ vào vai trò chủ động tại khu vực á châu thái bình dương ông obama đã biết phối hợp cương nhu với trung quốc thí dụ đối với hòn đảo senkaku tức là đảo điếu ngư của nhật bản vì hiện nay đang nhật bản đang tranh chấp với um, trung quốc thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố là sẵn sàng bảo vệ đồng minh Nhật Bản. Nhưng ông cũng tỏ thái độ tôn trọng Trung Quốc khi ông cho rằng tất cả mọi vấn đề phải tôn trọng và phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay. Và tờ Le Figaro đã đi tới một kết luận rằng kể từ nay thì các nước châu Á đã tìm sự trợ giúp của Hoa Kỳ và Washington đã thật sự lãnh đạo một liên minh bán chính thức chống Trung Quốc gồm có Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam, Philippines Malaysia, Brunei, Singapore, Đài Loan, Úc và New Zealand. Trong khi đó, thì tờ báo cũng đưa ra một nhận định về chiến thuật của Việt Nam trong thế liên hoàn. Nhà báo Dino Jira nhận định rằng Việt Nam là mục tiêu số một của tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và là cột trụ trong chiến lược để Hoa Kỳ có thể phối hợp bao vệ Trung Quốc. Tờ báo đưa ra một thí dụ là Hải quân của Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu thao giật chung với Hải quân của Mỹ. Về phương diện quân sự, thì Việt Nam đã tăng cường mua võ khí và vũ khí đã tăng lên 700% chi phí trong 4 năm kể từ năm 2011 cho đến năm 2015. Và trong cái thế chiến lược vùng Á Châu này, Việt Nam biết là không đủ sức tấn công Trung Quốc nhưng đang phải tìm cách phòng vệ tối đa và tránh một cái trường hợp xảy ra một cuộc chiến như năm 1979. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama đã có một phiên họp với lãnh đạo của tổ chức FEMA tức là cơ quan cứu trợ liên bang của Hoa Kỳ trong bối cảnh mà mùa bão bắt đầu tính từ ngày hôm nay, tức là ngày mùng 1 tháng 6. Tổng thống Barack Obama đã gặp và giám đốc của cơ quan FEMA là Craig Fugati và ông nhấn mạnh rằng an toàn của dân chúng Mỹ phải là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống đưa ra một lời kêu gọi rất rõ ràng, ông bảo là trong trường hợp mà các cơ quan trách nhiệm tại nước Mỹ kêu gọi dân chúng di tản khi mà có bão thì dân chúng buộc phải nghe theo lời di tản để bảo vệ tính mạng của mình và của gia đình. Ông nói rằng báo trong cái khu vực Đài Tây Dương sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài một thời gian cho tới tháng 11. Cho nên ông, ông, ông nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng nhất và nhiệm vụ lớn nhất của Tổng thống Barack Obama với tính cách là lãnh đạo nước Mỹ, là giữ cho dân chúng an toàn và ông kêu gọi tất cả người dân Hoa Kỳ bất kỳ trẻ già trẻ lớn bé phải hết sức cẩn thận và theo dõi các tin tức liên quan đến thời tiết trong trường hợp các cơ quan cứu trợ và an ninh kêu gọi di tản thì cần phải di tản ngay và cuối cùng là tin liên quan giữa Cộng sản Bắc Hàn và tỷ phú Donald Trump nhân vật của Đảng Cộng hòa mà chắc chắn sẽ được đảng đưa ra đề cử lớn cử viên tổng thống trong đại hội đảng vào tháng 7 sắp tới đây tại Cleveland, Ohio. Tin của hãng thông tấn UPI đã trích thuật một bài xã luận được đăng trên một tờ báo phát hành tại thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng sản Bắc Hàn sáng nay cho biết là lần đầu tiên thì một bài xã luận của Bắc Hàn đã lên tiếng cầu mong là ông Donald Trump sẽ đắc cử tổng thống họ ca ngợi ông Trump là một người khôn ngoan. Ở trong lúc đó thì họ trời chỉ trích ứng cử viên đối thủ của ông Trump phía đảng dân chủ là bà Clinton rằng bà Clinton là một người phụ nữ cứng đầu. À, thưa quý vị hiếm khi mà cộng sản bình nhưỡng đưa ra những lời bình luận trong bối cảnh Hoa Kỳ có bầu cử tổng thống nhưng mà lần này thì Bắc Hàn lên tiếng. À, mới đây thì đại sứ của cộng sản Bắc Hàn tại Liên Hợp quốc đã nói rằng à, Mặc dù ông Donald Trump ngỏ ý là muốn sẽ tiếp xúc với lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn, nhưng mà cái lời đề nghị đó cho thấy rằng ông chỉ là một người đi quảng bá khôn khéo cho chiến dịch tranh cử của ông mà thôi chứ chả có gì thành thật cả. Chúng ta cũng nhớ là ông Donald Trump đã từng lên tiếng ca ngợi Kim Jong Un cho rằng Kim Jong Un là một người trong ba 30 tuổi thôi mà rất có bản lãnh chính trị bằng chứng là đã tiêu diệt nhiều đối thủ ở trong nội bộ đảng kể cả dượng của mình để nắm quyền và ông còn nói rằng hey người Mỹ đừng có mess with him tức là đừng có chọc giận hoặc là đừng có xem thường Kim Jong Un thưa quý vị trong khi đó thì Bắc Hàn chỉ trích là bà Clinton rất cứng đầu bởi vì bà muốn giải quyết tình hình tại Bắc Hàn cái hồ sơ tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn theo cái mô thức của Iran trong khi đó, thì ông Donald Trump lại kêu gọi rằng hai đồng minh lớn nhất của nước Mỹ tại khu vực Đông Á, đó là Nhật Bản và Nam Hàn, hãy tự lo lắng lấy, đừng có dựa vào Mỹ nữa. Và nếu cần thì phải tự lo sản xuất vũ khí nguyên tử, chứ đừng trông mong vào Hoa Kỳ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.